Kênh Thuận Nam Người Mường xin chào tất cả quý các bạn. Kênh Thuận Nam Người Mường là xin được chia sẻ với tất cả quý các bạn về một loài cây thuốc nam thì có tên là cây bạch đồng nữ như các bạn nhé. Đấy, cây bạch đồng nữ. Đấy. Thế để nhìn nhận phân biệt về cái loại cây bạch đồng nữ này thì là nó là thuộc dạng thân nhỡ chứ các bạn nhé, thân cây nhỡ. Đấy. Khu vực phân bố thì nó thường mọc hoang ở rải rác khắp nơi ở trong nước ta các bạn nhé, kể cả đồng bằng hoặc là vùng rừng núi như các bạn nhé. Đấy. Thì, để nhìn nhận phân biệt về cái loại cây bạch đồng nữ này thì đây các bạn hãy cùng tôi ta cùng quan sát các bạn nhé. Đây, nó có cái loại hoa trắng như thế này các bạn. Đấy. Cái chùm hoa màu trắng nhé. Đấy. Màu trắng thì họ mới đặt cho nó là cái tên là bạch, trắng là bạch đấy, bạch đồng nữ đấy. Thế đây tất cả cái bộ phận lá của nó như thế này các bạn, đấy. Cành lá này. Đấy, cành lá để nhìn nhận phân biệt thì cái lá của nó đây là cái mặt trên các bạn nhé, đấy, cái đường gân nó nổi rõ rệt như thế này, đấy cũng có màu xanh, đấy, và đây là cái mặt dưới của lá các bạn nhé. Đấy, cái đường gân nó nổi rõ luôn nhé, nổi rõ rệt luôn. Đấy, nổi lên cực kỳ là rõ rệt, nhìn rất rõ luôn. Đấy, đây, và cuống lá này các bạn nhé, đây là cuống lá và thân cây đấy các bạn nhé. Đấy. Thân cây, nó thuộc dạng thân cây, nó không có to các bạn nhé, đấy, nó không có to, chỉ có như vậy thôi. Đó, thân cây nó không có to nhé các bạn nhé. Đấy, đây. Cái nào to lắm thì nó bằng cái gốc như này các bạn. À, đây là cái gốc cây các bạn nhé. Đấy. Ừ. Đây là có lẫn vào cái đơn mặt trời. Đấy, nó sống chung với cái đơn mặt trời. Đây là cái đơn mặt trời nhé các bạn nhé. Đấy. Sống chung. Đấy. Đây là về cái loại cây bạch đồng nữ các bạn nhé. Đấy. Để tác dụng trị bệnh về cái loại cây bạch đồng nữ này. À, tác dụng trị bệnh về cái loại cây bạch đồng nữ thì nó có rất nhiều tác dụng trị bệnh nhé các bạn nhé. Đấy. Nó trị được cái bệnh coi như là hạ huyết áp này nhé các bạn nhé. Đấy, ổn định đường huyết áp, kháng viêm, à, đấy nó kháng viêm, đấy trị được bệnh khí hư bạch đới nhé các bạn nhé, trị được bệnh khí hư bạch đới, đấy. Đau bụng kinh. Tác dụng trị bệnh đau bụng kinh này, à, đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều, đấy. Trị được cả cái bệnh coi như vậy là thấp khớp các bạn nhé, thấp khớp, đấy, sưng nóng, đỏ các cái đầu ngón chân ngón tay, đấy, sưng nóng đỏ đầu ngón chân ngón tay, đấy, trị được cả cái bệnh vàng da các bạn ạ, đấy. Trị được cả cái bệnh vàng da, đấy. Có tác dụng trị được cả cái bệnh coi như nước tiểu đỏ nhé, nước tiểu đỏ đấy, đấy, đấy. Có tác dụng trị cả được cái bệnh viêm gan các bạn ạ, đấy, trị cả cái bệnh viêm gan, đấy. Điều hòa kinh nguyệt, nhé. Trị được cái bệnh mẩn ngứa ngoài da nhé, lở lét, đấy, và tác dụng trị bệnh của nó nữa là viêm phụ khoa các bạn nhé. Viêm phụ khoa đấy, và đặc biệt hơn nữa là cái bệnh huyết trắng các bạn nhé, huyết trắng của chị em phụ nữ đấy. Nhé đấy thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là cho nó rất rõ ràng và cụ thể, đây là một cái cây bạch đồng nữ nhé các bạn nhé. Đấy. Có tên ở tiếng Mường của mình gọi là cơ bì trặng các bạn nhé. Đấy, cơ bì trặng. Các bạn nên nhớ là những gì mình đã nói trên, trị được những cái căn bệnh như trên, nó có tác dụng trị bệnh thì nó là một các bạn, một trong những vị đó, một trong những vị có tác dụng trị được những căn bệnh như trên mình đã nói các bạn. Đấy, một trong những, còn phải kết hợp như các bạn nhé. Đấy, tức là những cái bệnh mình nói như trên thì mình phải kết hợp những vị cây dây thuốc khác nữa các bạn nhé. Đấy, để có tác dụng trị bệnh như trên thì mình kết hợp lại
để nó trở thành một thang thuốc. Đấy, các bạn đấy, kết hợp lại trở thành một thang thuốc điều trị các chứng bệnh như trên mình đã nói. Đấy, để phân biệt về cái loài bạch đồng nữ và xích đồng nam. Đấy, thì tôi sẽ xin nói với các bạn là nó rất là giống nhau. Đấy, ví dụ như ở đây. Đây, đây như cái này các bạn nhé. Đây. Đấy. Thì có thể các bạn không thể phân biệt được nhé. Không thể phân biệt được là bạch đồng nữ hay là xích đồng nam. Cái lúc nó chưa ra hoa các bạn nhé. Đấy, thì các bạn rất là khó phân biệt, nhìn nhận. Đây. Đó để tôi để quay cho các bạn xem. Đây. Đấy. Đây là xích đồng nam các bạn nhé. Đấy. Thì nhìn tất cả các cái lá đây cũng y xỉ các bạn nhé. Đấy, cũng y xỉ. Và cái mùi nhá, tôi lại nói với các bạn đây. Cái mùi nó vẫn có cái mùi thơm như nhau. Đây, xích đồng nam. Đó. Cái mặt lá cũng y xỉ như thế, cũng có màu xanh đường gân y xỉ như thế các bạn. Đấy, mặt trên và mặt dưới. Đấy. Và thân cây các bạn. Đây. Thân cây nó cũng thuộc dạng thân cây nhỡ như thế này. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy. Không khác gì một tí nào. Đấy. Nhưng có mỗi một cái rất dễ phân biệt. Đây là cái màu hoa các bạn nhé. Đấy, màu hoa nó đỏ. Màu hoa đỏ. Đỏ rực như màu cờ luôn các bạn nhé. Đấy, xích đồng nam. Đấy. Nó đỏ rực như màu cờ. Đấy. Nếu như mà không có hoa thì có thể các bạn dễ bị nhầm lẫn. Không thể phân biệt được là cái nào là bạch đồng nữ và cái nào là xích đồng nam các bạn nhé. Đấy. Qua quá trình nó ra hoa thì nó lại trở thành như thế này. Đấy. Nó khô. Đấy. Trở thành như thế này. Khô thành quả. Có hạt trong này nhé các bạn nhé. Cái này có thể là mình ươm làm giống rất tốt các bạn. Đấy, cái loại quả này nhé. Đấy. Kể cả như là cây bạch đồng nữ cũng thế. Bạch đồng nữ cũng thế. Đây, nó hoa nhé. Hoa nó dạng chùm màu trắng. Cũng hoa chùm, chẳng khác gì cây xích đồng nam. Nhưng nó khác mỗi cái màu. Qua quá trình nó ra hoa thì nó cũng trở thành như thế này các bạn. Cũng thành quả nhé. Đấy, chín màu đen. Đấy, cái này đã chín khô. Các bạn có thể là đem về coi như. Đấy. Ươm để làm giống rất tốt. Đấy, nó làm giống. Để cái giống rất tốt. Đấy. Các bạn nhé. Đấy. Bạch đồng nữ, xích đồng nam. Và đây nữa. Đây. Các bạn hãy cùng tôi. Ta lại cùng quan sát về cái loại bạch đồng nữ này. Đây. Đây là cái cây nhỏ các bạn nhé. Cây nhỏ này. Đấy. Cây nhỏ. Thì nó ra hoa mới lên nó tí tí như này. Đấy. Cây nhỏ có hoa nó tí tí như này. Các bạn nhé. Đấy. Cái cây to thì nó ra chùm, hoa chùm nó nhiều. Đấy, hoa chùm nó nhiều như mình vừa quay ban nãy cho các bạn xem đấy. Đấy, nói về cây bạch đồng nữ là nó rất chi là tốt trong cái việc điều trị bệnh. Nhớ các bạn nhé, trong cái việc điều trị bệnh. Và đây nữa này. Đấy. Rất chi là tốt, có tác dụng trong cái việc điều trị bệnh. Đây, đây các bạn. Đấy. Bạch đồng nữ đấy. Đấy. Nó là một vị thuốc quý các bạn. Đấy, một vị thuốc quý. Đây, bạch đồng nữ này. Đấy. Bạch đồng nữ này các bạn nhé. Đấy. Là một vị thuốc quý trong điều trị, mà đặc biệt là tốt nhất là trị cái chứng bệnh của chị em phụ nữ nhé. Chị em phụ nữ là gì? Đấy, để tôi nhắc lại một lần nữa. Rất tốt cho chị em phụ nữ. Như bị viêm phụ khoa các bạn nhé. Đấy, viêm phụ khoa. Đấy, dùng nó nhé. Dùng cái lấy cái lá này các bạn nhé. Đấy, kể cả lá hoa nhé. Đấy, các bạn kết hợp với những vị thuốc khác. Đấy, chẳng hạn như là dùng lá cây nhội này. Đấy, lá cây nhội với các vị khác nữa. Đấy, dùng lá tươi các bạn nhé. Dùng lá tươi hoặc khô vẫn được, nhưng mà tốt nhất là nên dùng tươi. Đấy, về cái loại bạch đồng nữ này với cả lá cây nhội kết hợp thêm mấy vị khác nữa. Xong bắt đầu là các bạn cho vào nồi nấu sôi các bạn nhé. Cho vào nồi nấu sôi. Đấy. Nấu sôi, đổ vào cái bô nhé.
đổ vào cái bô, các bạn đưa vào chỗ vùng kín sông nhé các bạn, các chị em nữ, và trị về cái bệnh coi như là viêm phụ khoa đấy nhé. Sông đấy, sông xong để cái nước ấm ấm nhé các bạn, dùng cái nước để rửa luôn nhé, rửa vào vùng kín đấy là sẽ khỏi được cái bệnh viêm phụ khoa các bạn ạ nhé. Đấy, sẽ khỏi được cái bệnh viêm phụ khoa. Đây, còn vào đây nữa. Đây thì là tôi giới thiệu với các bạn luôn. Đấy, đây là cái đơn mặt trời nhé các bạn. Đấy, đơn mặt trời. Đấy, gọi là đơn lá đỏ đấy. Đơn mặt trời, đơn lá đỏ. Đấy. Nó cũng có rất chi là nhiều tác dụng trị bệnh, nhưng mà nổi bật nhất là gì? Đấy là về tác dụng trị bệnh mẩn ngứa nhé. Trị bệnh mẩn ngứa ngoài ra. Đấy. Nói chung là bệnh mẩn ngứa như là ta gọi chung là cái bệnh da liễu đấy nhé, mề đay đấy. Đây nó có hạt đấy các bạn nhé, đấy nó có hạt đây này đấy. Mai mốt nó sẽ già, nó chín các bạn nhé, nó rụng xuống, hoặc là mình lấy để ươm để làm giống rất tốt này các bạn này. Đấy. Đây cả bạch đồng nữ đây nữa các bạn, đấy có cả bạch đồng nữ nhé các bạn nhé, đấy nó là như thế để giới thiệu với các bạn như vậy. Đây đây là cây đơn mặt trời đây. Đó đây, đây không có hoa nhé, không có hoa nhưng mình vẫn nhận được ra nó là bạch đồng nữ các bạn. Đấy, mình vẫn nhận được ra bạch đồng nữ. Đấy, nhận ra bạch đồng nữ. Đấy, như thế nhận được ra. Đây, và để nói đi nói lại mãi thì đây xích đồng nam đây nha các bạn nhé. Đấy, xích đồng nam nhìn lại cho rõ nhé. Đấy, xích đồng nam. Đấy, bao giờ thì lá nó vẫn to hơn các bạn nhé. Nhìn rất giống nhưng các bạn phải thật tinh vi để ý, bao giờ lá nó vẫn to hơn nhé. Xin đồng nào. Đấy. Còn bạch đồng nữ thì nó có già mấy thì nó cũng như này. Đấy. Đấy. Cho nên mình quen thuộc thì mình nhìn phát là mình sẽ nhận biết được ngay. Đấy. Nhìn phát là mình nhận biết được. Kể cả không có hoa. Nếu các bạn thì dễ bị nhầm lẫn. Cái lá đều có mùi như thế nhé. Đều có mùi luôn nhé. Đấy. Đều có mùi luôn như thế. Đấy. Vâng, và một lần nữa kênh Thuốc Nam Người Mường cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý các vị đã dành thời gian theo dõi video của Thuốc Nam Người Mường. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Vâng, xin chào tất cả các bạn.